Ảo thuật gia đại tài. Gắn kết. Xem kìa, mọi người phải làm gì đó cùng nhau chứ. Chơi bóng rổ đi, đi xe đạp, đi xe trượt băng. Phải gắn kết với nhau. Gắn kết. Ở Chakabrak, gắn kết có nghĩa là phải gắn đầu của mình cùng với mật của nhện. Ở đây thì không. Mẹ đã đăng ký cho hai người một cuộc thi dành cho bố con. Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng Jay và anh đang rất ổn mà. Vâng, ý con là mẹ thấy đấy. Quyển tạp chí này nói rằng bố dượng và con trai nên làm quen với nhau nhiều hơn. Hãy trả lời vài câu hỏi để xem hai người hiểu nhau thế nào. Mẹ hỏi đi. Bài nhạc Jay thích nhất là gì? Quá dễ. CJ và trải nghiệm say sưa. Không, đó là bài nhạc yêu thích của dượng mà. Món ăn dượng thích nhất? Bánh mì kẹp tăng hình. Hay lắm. Thế còn bộ phim Jay thích nhất? Đại chiến chân to và cầu vồng, phần 2. Được rồi, bọn anh sẽ tham gia. Đây mới là người đàn ông chứ. Em sẽ đi chuẩn bị giải thưởng cho người chiến thắng. Và racket này, con hãy đi theo và để mắt đến họ giúp mẹ nhé. Ý hay đấy ạ. Họ cần một người chín chắn và có trách nhiệm. Đến nơi rồi. Gắn kết là sức mạnh. Hay lắm. Xem ra đến đây cũng không phải phí công. Mong là chúng ta không phải làm điều đó mất mặt. Không đâu, sao có thể thế chứ. Chào mừng các siêu anh hùng. Hãy mặc siêu trang phục của các bạn và bắt đầu nào. Trang phục? Không đâu, sao có thể thế chứ. Bean? Wally? Tớ không phải Bean. Tớ là chúa tể phô mai. Và tớ là siêu anh hùng. Tên là hàm răng thép. Roscoe? Hank? Không. Hôm nay tôi là người nghiền nát, còn tôi là tiến sĩ trùm đầu. Hai người đi chuẩn bị trang phục đi. Tuyết. Chúng ta hóa trang thành ai đây? Ông Tương Ca và nhóc Mù Tạt à? Nhớ đấy, đây là cuộc thi phối hợp. Mỗi người phải chọn trang phục cho nhau. Đừng lo, chỉ cần hai người chọn trang phục từ những nhân vật đến từ Chakabrak, con sẽ chuẩn bị cho hai người. Được. Để xem nào. Đây. Người giác hút. Đúng, đó là con đấy. Rồi. Dựa sẽ là. Đây. Miệng hôi. Cái gì? Tớ thấy lạ lắm. Cậu vừa làm gì đấy? Tớ cho hai người siêu sức mạnh đấy. Chân tớ. Người giác hút của Chakabrak có tay và chân siêu dính. Còn dượng thì sao? Miệng hôi có hơi thở vô cùng tệ. Thôi nào Jay, không tệ như thế đâu. Đúng là rất hồi đấy.
Hỡi các siêu anh hùng, nhiệm vụ hôm nay của các bạn là giải cứu ngài thị trưởng của thị trấn. Nhưng để cứu ông ấy, các bạn phải đi qua mê cung hỗn loạn. Bắt đầu! Chúc hai người may mắn. Hẹn gặp lại trên đường nhé. Chờ đã, Rekit. Dượng giúp con một tay nào. Giờ thì mọi thứ thì... Dượng sẽ đi trước. Con buông ra đi. Con đang cố đây. Được rồi, ta đi cùng nhau. Sẵn sàng chưa? Xem hai người gắn kết với nhau kìa. Hay quá. Nhanh nào, nhấc chân lên đi. Con đang cố đây. Người ra hút cố lên, hôm nay là sinh nhật cậu. Miệng hôi cố lên, hôm nay là sinh nhật Dưỡng. Trò này dễ lắm, cứ làm như thế này. Giờ chúng ta bước vào thử thách cuối cùng của mê cung hỗn loạn. Được rồi, để Dượng lo. Không, làm ơn đi Dượng. Chúng ta không thể lên đó nếu Dượng cứ phun ra hơi thở như vậy. Đúng thế, chúng ta không thể đi được vì tay chân ra hút của con đấy. Chính Dượng đã cho bộ này cho con đấy. Con không đời nào đi cho bộ trang phục như thế này. Còn nữa, nó có màu đỏ, con ghét màu đỏ. Thế con nghĩ Dượng muốn bị như thế này à? Ý này quá tệ, Rekit. Cho tớ và Dượng trở về bình thường để bọn tớ đi về được không? Nhưng tớ đã giúp hai người gắn kết với nhau. Đúng, tớ biết. Nhưng thứ gắn kết duy nhất chính là bàn chân tớ và mặt đất. Được thôi, tớ làm đây. Biến hình. Ngài thị trưởng, ông ấy chẳng làm được gì cả. Đúng, nhà tớ là những người duy nhất bầu trông ấy. Cứu với. Cào quá. Đây là nhiệm vụ của hàm răng thép. Sức mạnh hàm răng. Siêu phô mai này sẽ cho chúa tể phô mai siêu sức mạnh. Cố lên Rekit. Nào Dưỡng, có lẽ những thứ này chính là siêu sức mạnh đấy. Cố lên nào. Hai người đã gắn kết với nhau để đối mặt với nguy hiểm.
danger. Ước gì mẹ ở đây để chứng kiến cảnh này. Dự cũng muốn thế. Điều ước đã thành sự thật. Này, khoan đã. Cậu không thể thắng nếu như mẹ cậu là ban tổ chức. Đúng đấy, không được. Chúng ta không cần một cái cúp để chứng minh sự gắn kết của mình. Tốt, nhưng bọn cháu thì cần đấy. Mẹ biết không, con và Dượng đã thành công rồi. Cảm ơn mẹ. Mẹ nghĩ con nói đúng đấy. Ôm nhau nào.